Ok, chúng ta sẽ đấu đối thủ Đức 2170. Khá cao đấy. Lên tốt. Đây rồi. Đen chưa gì đã tạo tượng Fiasito rồi. Lên tốt. Tốt ăn thì mã mình ăn lên. À không được, mã ăn lên thì mất tượng. Thôi lên nước giữ đi. Lên tốt đấy. Kiểm soát ô E5 chúng ta dễ thấy. Đẩy lên. Ok, mình sẽ ok, ra xe E1 chúng ta thấy đây để phát triển xe. Quân xe này sẽ đưa ra D1. Ở đây thì đen đuổi tốt, mình sẽ giữ. Lên tốt nữa, chuẩn bị đẩy tốt lên. Ok, đưa xe ra. Hai con xe kiểm soát trung tâm. Lên hậu. Mình nào tiếp đây. Ok, lên tốt một nước để kiểm soát u G5. Đẩy tốt lên. Cũng đẩy. Tốt ăn thì mình sẽ ăn tốt này. Đẩy tốt một nước. Đánh kiểu gì đây? Tốt ăn. Lên tôm nước. Chưa biết làm gì. Ok, mình sẽ lên hậu để tấn công con tốt này. Thì đưa mã lên xem. Đưa mã lên mình sẽ vào xe ghim luôn. Ở đây thì đen ăn hơn một tốt. Lên mã thật. Mã đưa vào mình sẽ ăn tượng, ăn hậu đuổi trước. Đuổi đấy. Vào đây hậu ăn tốt ăn xem mã ăn xem không được không được nhưng mà chả có nước nào chạy, không còn lấy nước nào để chạy cả.
Giờ mà ăn tượng ăn thì vẫn giữ được con tốt này, tốt thông của mình. Còn không chạy mã thì mình ăn luôn thôi. Đuổi bắt một trong hai xe. Cũng bắt lại xe đi. Bây giờ ăn đến đây thì mình sẽ chiếu, sau đó thì vua ăn lại. Thực ra đuổi lại xe thì cũng chiếu thôi. Ra đuổi mã đi. Ok, sau đó mình sẽ lùi tượng về để bắt quân mã này. Tốt sẽ đẩy hai nước phong hậu. Đuổi mã. Mình đẩy tốt xuống ăn ăn đây. Mấy tượng về. Ui, chạy đi. Chạy anh em ạ. Nước sau mã sẽ C7. 1 phút 17 giây nữa. Đèn nó tính rất sâu. Bản đồ cộng 12 lô cho ZTC. Tốt thông hàng thứ 6 quá mạnh. Vào xe mình sẽ chạy mã. Ok. Bắt cái đã. Phen tượng nhỉ. Phen chứ. Ok, mình lừa nước sen tốt, mình sẽ chiếu và tượng bắt xe. Còn không thì sẽ tấn công hai tốt này. Vừa tiêu diệt được quân tượng phòng thủ cho ô C8, đường tốt phong hậu. Một pha đổi quân có chủ định. Lên mã. Giã tốt. Mình nghĩ mình nên giữ tốt này. Bởi vì nếu ăn tốt thì mã ăn, xe lắp vào mã sẽ về đây để đổi xe. Không tốt cho trắng. Bây giờ con mã chạy thì... giờ đánh nào đây? Okay, lên tốt kiểm soát ô F5 đã. Sau đó tượng mình sẽ đưa lên. Phe ăn tốt này đi. Rồi, vậy mình đã bẫy được mã. Lên xe là bị bẫy mã rồi. Để xe ở dưới đây thì mã có thể lùi về thủ, nhưng mà lên xe là mất mã rồi. Hết giờ rồi, con này đen sẽ để cho hết giờ. Cao thủ Đức mất 12 lô, khá là đáng tiếc. Ok, hy vọng anh sẽ có kinh nghiệm ở những lần đánh sau.